Quang Huy xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chuyện Nghề. Chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh HTV1 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì xin cho phép Quang Huy được gửi một lời chúc mừng năm mới đến với tất cả quý vị khán giả, những khán giả thân thương của Chuyện Nghề trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Và thưa quý vị, đến với chương trình Chuyện Nghề thì như thường lệ chúng ta sẽ được lắng nghe những câu chuyện về ngành nghề của các khách mời họ đang theo đuổi, chắc chắn sẽ có rất nhiều điều thú vị và hấp dẫn dành cho quý vị khán giả. Và ngày hôm nay khách mời của chúng ta là ai? Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một đoạn phim ngắn nhé. Mỗi một số chuyện nghề mang đến cho khán giả xem đài những câu chuyện quen thuộc xoay quanh nghề nghiệp được chọn bằng niềm đam mê của vị khách mời. Chương trình Chuyện Nghề tuần này sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả xem đài vị khách mời khá đặc biệt, xuất thân từ một người nổi tiếng, người của công chúng. Với nhiệt huyết truyền lửa trong lĩnh vực làm đẹp đến cho tất cả các bạn trẻ, chị Thảo đã bắt đầu bước vào chặng đường sự nghiệp mới, mang đến kiến thức cùng những kinh nghiệm đã tích lũy để truyền dạy, để các bạn trẻ có thể thực hiện được ước mơ khởi nghiệp ngay sau khi hoàn thành khóa học. Cũng như bao ngành nghề khác, dạy nghề trong lĩnh vực làm đẹp luôn đòi hỏi người truyền dạy không chỉ nắm vững kiến thức chuyên môn, vững tay nghề mà còn phải có niềm đam mê công việc mình đang theo đuổi. Với mong muốn mang đến thành công cho những người khởi nghiệp, hãy cùng lắng nghe chia sẻ khó khăn và thách thức trong câu chuyện nghề nghiệp của vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Chuyện Nghề như một chương trình đồng hành với câu chuyện khởi nghiệp, lựa chọn lĩnh vực kinh doanh phù hợp với tất cả mọi người. Tuần này, Chuyện Nghề tiếp tục mang đến cho khán giả xem đài câu chuyện thú vị về lĩnh vực sửa chữa xe ô tô. Nhu cầu cuộc sống tăng cao, kinh tế ổn định, ai cũng dễ dàng đầu tư cho mình một chiếc xe ô tô để phục vụ công việc đi lại. Chính vì số lượng ô tô tăng lên mỗi năm, nên dịch vụ kinh doanh sửa chữa ô tô được xem là lĩnh vực kinh doanh hái ra tiền và thu hút nhiều bạn trẻ khởi nghiệp. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực đầy thách thức bởi người kinh doanh dịch vụ này đòi hỏi phải có kiến thức sâu về các hư hỏng mà ô tô thường gặp. Có những người phải đi học sửa chữa từ các nước phát triển để về bắt bệnh ô tô cho chính xác hơn. Điều quan trọng của lĩnh vực kinh doanh này đó chính là khả năng nhận biết, tài năng kinh nghiệm của từng bạn nhân viên, những thợ sửa xe ô tô lành nghề, đồng thời điều phối sắp xếp công việc phù hợp và có khả năng điều hành nhân sự giỏi để tránh tình trạng thiếu hụt nhân sự khi công việc đang quá nhiều. Có thể nói lĩnh vực kinh doanh dịch vụ sửa xe ô tô rất hấp dẫn và đây cũng là niềm đam mê cho những bạn trẻ thích dấn thân vào lĩnh vực kinh doanh thú vị đầy sức hút này. Vâng thưa quý vị, và đến tham dự với buổi trò chuyện ngày hôm nay đó chính là hai vị khách mời cũng rất đặc biệt, năm mới mà cho nên cũng phải đặc biệt thưa quý vị. Vị khách mời đầu tiên con Huy xin phép được giới thiệu đó chính là chị Phan Như Thảo. Xin được gửi lời chào đến Thảo. Cảm ơn Thảo ngày hôm nay đã nhận lời tham dự chương trình. Xin chào Quang Huy, Thảo cũng rất là vui vì hôm nay trở thành khách mời của chương trình. Và vị khách mời thứ hai xin được giới thiệu anh Mai Duy Long, là giám đốc dịch vụ của công ty trách nhiệm hữu hạn Olibim. Dạ, cảm ơn anh ngày hôm nay đã nhận lời tham dự chương trình ạ. Xin chào Quang Huy và chào quý khán giả. Dạ. Rất vui được trò chuyện cùng với chương trình và rất là vinh dự lại ngày mùng 3 Tết. Xin kính chúc Quang Huy và quý vị khán giả một năm mới an khang và thịnh vượng. Chúc như Thảo là năm mới đẹp rồi, cho nên là chắc là cần là khỏe mạnh và trẻ mãi. Ôi, dạ. Cảm ơn anh nhiều. Dạ, xin chúc anh Long là đầu năm có một năm mới vạn sự như ý, làm ăn tấn tới, ngày càng phát đạt. Dạ, cảm ơn hai vị khách mời. Và chắc là Quang Huy cũng xin gửi một lời chúc đến với hai vị khách mời. Ngày hôm nay vui lắm, ngày mùng 3 Tết mà khách đến chơi nhà ai cũng đều rất là tươi, rạng rỡ như thế này. Chắc là năm nay Chuyện Nghề sẽ có rất nhiều những điều thú vị chia sẻ cho tất cả quý vị khán giả. Và em cũng xin được chúc cho hai vị khách mời của chúng ta năm mới, thứ nhất là phải có nhiều sức khỏe nè, và thứ hai là mình sẽ ngày càng đam mê hơn nữa với ngành nghề của mình, để có thể truyền cái cảm hứng ấy, truyền cái năng lượng ấy đến cho những người xung quanh. Dạ, cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu buổi trò chuyện ngày hôm nay nhé. Dạ, cái câu hỏi đầu tiên thôi con Huy xin phép được đặt cho người đẹp trước, ưu tiên người đẹp trước. Dạ. Chắc là bây giờ Thảo chia sẻ cho mọi người đi, để mọi người biết là tại sao, cơ duyên nào đưa Thảo đến với cái công việc mà Thảo đang theo đuổi và đam mê. Hiện tại thì Thảo đang theo đuổi và giảng dạy về ngành phun xăm, thẩm mỹ và điêu khắc. Khi mà bắt đầu nghiên cứu về cái ngành này á, thì ban đầu mình cũng nghiên cứu cho biết, tại vì gia đình của Thảo ở Mỹ có một cái trường chuyên dạy về cái này. Cho nên là mọi người trong nhà nói là hay là thử nghiên cứu thử xem, thử tìm hiểu thử coi.
thì sau khi tìm hiểu mình thấy nó cũng khó. Tất nhiên là dễ. Ngành nào cũng phải có những cái sự khó khăn riêng dạ, đúng không ạ? Dạ. Nó không có dễ, nó khó. Rồi nhưng mà cái cảm giác mà khi mình làm cho ai đó đẹp hơn, mình làm cho ai đó hoàn hảo hơn, hoặc là người ta cảm thấy người ta vui khi người ta đẹp á, mình thấy happy dữ lắm. Cho nên là cố gắng. Dạ. Mình cố gắng xong rồi mình sẽ cũng truyền, mình đang truyền cái nghề là một. Cái nhiệt huyết, cái niềm đam mê, cái sự sung sướng của bản thân mình khi mà được khách khen cho cả những học viên của mình luôn. Dạ. Nhưng mà cái khoảng thời gian mà Thảo quyết định là theo cái công việc là giảng dạy ở thời điểm hiện tại á, thì nó lâu hay không? Bạn phải tu nghiệp ở nước ngoài hả? Mình có hai loại học, một là học làm thợ, hai là học để làm người dạy. Nó khác nhau xíu. Vậy chứ hả? Không phải, mình hay nghĩ rằng chỉ cần thợ đó làm giỏi là họ có thể làm người dạy giỏi, nhưng mà không đúng. Cái người dạy giỏi họ phải biết cách để nói cho cái người kia người ta hiểu, còn cái người thợ chỉ cần biết làm thôi. Đúng, nó khác nhau. Phải có phương pháp sư phạm. Đúng rồi, đó là vậy đó. Thì cái người dạy cũng phải biết cách để truyền cái lửa nghề, truyền cái sự đam mê. Đôi khi mình có những học viên họ mới vào, họ chỉ muốn tìm cái gì đó học đại thôi, cho biết thôi. Nhưng mà khi bạn làm cái gì đó là bạn phải mê mẩn nó, bạn phải ngày đêm suy nghĩ về nó, bạn phải bỏ thời gian ra nghiên cứu, bỏ thời gian ra đắn đo, trăn trở về nó thì bạn mới giỏi được. Cho nên là học viên của Thảo khi bước vào gặp Thảo thì trước tiên là phải tập cho mê cái đã, rồi mới tập cho giỏi được. Đó là câu chuyện của Phan Như Thảo. Còn đối với anh Mai Di Long thì sao? Cơ duyên nào đưa anh đến với công việc là mở những cái gara khác nhau để sửa chữa ô tô? Thật sự ra là mình xuất thân là dân công nghệ thông tin. Dân công nghệ thông tin, tốt nghiệp là công nghệ thông tin của Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Đi làm công nghệ thông tin rồi. Nhưng mà có điều là có một cái mà nó vẫn cứ âm ỉ ở trong cái trong chính mình đó, đó là cái niềm đam mê và cái niềm yêu xe hơi. Nó cứ đeo đuổi. Nó đi ra ngoài đường gặp bất kỳ chiếc xe nào cũng phải là dõi theo nó cho tới lúc mà nó mất hút. Rất đam mê xe luôn. Rồi. Có một cột mốc là mình quyết định là gác lại tất cả những cái công việc, những cái việc học cũng như việc làm của công nghệ thông tin để đi theo học lại cái nghề sửa chữa xe hơi. Với lại cái ý nghĩ ban đầu lúc đó là học để mình về mình mở một cái gara. Và khi bắt đầu chọn cái ngành này rồi thì thực sự là cho tới bây giờ thì mình cảm thấy là một sự lựa chọn rất là đúng đắn và rất là thỏa cái đam mê, mặc dù là xương máu cũng nhiều. Ngoài cái chuyện đam mê rồi, cho tới giờ này thì có những lúc chia sẻ với đồng nghiệp cũng như với bạn bè thì mình phát hiện ra một điều, mình đang chọn một cái nghề, mình đang chọn một cái mà không chỉ là chỉ sửa được chiếc xe hơi, nhưng mà chiếc xe hơi bây giờ nó còn là một cái nhà di động, một cái ấm, máy ấm di động cho cả một gia đình của người thân chủ đó nữa chứ không phải là chính xác. Dạ, đúng rồi. Và mình đang làm là mình không chỉ sửa mà là mình đang nâng niu hoặc là mình đang chăm sóc, mình đang có cơ hội để mà chăm lo một cái không khí của gia đình. Mình thấy điều đó rất là tuyệt vời. Quang Huy bật mí cho Thảo nha, là anh Duy Long vừa mới mở một cái gara ở quận 6 nữa. Đó, em muốn hỏi thêm cái này có phải là nằm trong cái hoạch định dự định của anh từ trước đến giờ không hay là như thế nào? Hoạch định mở nhiều cái thì là không. Tuy nhiên là vì cái đà phát triển cũng giống như là yêu cầu của khách hàng thì xưởng cũ chật rồi, đâm ra là phải mở thêm. Nhưng mà đều là cũng có một cái niềm vui nho nhỏ là cũng thấy là công việc của mình nó thuận lợi cũng như lựa chọn của mình nó tốt. Giống như là cũng tốt cho đồng đội, cũng tốt cho anh em. Nhưng mà không tập trung đây là một chuỗi, tại vì mình chuyên sâu, mình đang muốn tập trung vào dòng cao cấp, mà cụ thể ở đây là BMW. Mình muốn tập trung vào dòng cao cấp và mình muốn làm chuyên sâu. Chuyên sâu ở đây có nghĩa là mình muốn nâng cấp cái level và cái chất lượng dịch vụ cũng giống như là cái đặc điểm của ngành này lên. Nghe anh Long nói rằng là anh tập trung vào dòng xe BMW, em thấy dòng xe này nó hơi kén khách hàng này nghe. Và nếu mà nếu nó kén như vậy thì anh có nghĩ rằng là mình lựa chọn đi rất là chính xác không? Câu hỏi của Quang Huy nó rất là giống với lại cái trăn trở của mình trước khi mà mình chọn lựa chọn chỉ làm BMW. Tại vì bản thân thì mình có khả năng làm được nhiều xe. Nhưng mà bắt đầu vào nghề thì thiên là thích, thì là thích dòng xe Đức. Tại vì dòng xe Đức nó có tốc độ, nó có cái độ ổn định, nó có cái, nói chung là cảm giác lái của nó khác với lại châu Á hay là Mỹ. Đó là một trong những cái cơ duyên ban đầu mình chọn thôi. Nên tuy nhiên là lúc mà bắt đầu phải định hình, phải chọn một cách nghiêm túc để làm cái công việc kinh doanh và sự nghiệp cho mình,
thì đúng là rất là trăn trở. Mình chọn một cái dòng xe mà đúng không nhiều người không phải là dễ sở hữu, rồi nó lại mang một cái tiếng nó là rất là khó sửa, rất là khó sửa, và sửa thì rất là mắc mỏ, cho nên là cuối cùng vậy là mình có khách hàng không. Tuy nhiên là suy nghĩ mãi, nói chung là cứ đau đáu trong nghề, vẫn cứ làm nghề, rồi vẫn cứ nhớ về BMW, rồi cuối cùng chọn cái mà mình là coi như là am hiểu nhất. Thế thì bây giờ đối với Như Thảo nhé, Huy thấy rằng là khi mà Như Thảo chuyển sang là lĩnh vực là một cô giáo, liên quan tới công việc đó là phun xăm thẩm mỹ và điêu khắc, thì phải chăng là Như Thảo đang sử dụng cái thương hiệu cá nhân của mình để có thể hoạt động tốt hơn trong công việc giảng dạy hay không? Bạn có nghĩ như vậy không? Cái tên của Thảo, như Huy nói, nó không có giúp được nhiều đâu. Nó không giúp được nhiều. Đúng rồi, và Thảo rất là sợ. Mình sợ là vì cái gì? Mình sợ là vì người ta nghĩ rằng cái cô đó cổ nổi tiếng lắm, thử đi. Cho nên khi Thảo bắt đầu, Thảo không bao giờ muốn dùng cái tên của mình để quảng cáo hết. Thảo tuyệt đối rất rất là ít quảng cáo. Cái chỗ của Thảo làm hiện giờ cũng không có nhận khách vãng lai, cũng không có nhận khách tự tới, khách phải book chỗ trước, phải hẹn trước, phải tư vấn hết rồi thì mới nhận khách làm. Cho nên là khi mà khách tới với mình, họ sẽ không có cái kiểu mà bước vô cái thấy quá trời người ngồi chờ xếp hàng và đụng mặt nhau nữa. Những khách tới được phục vụ là được phục vụ riêng. Họ làm xong họ đi về, không ai biết họ đi làm đẹp hết. Cái đó rất là quan trọng với phụ nữ. Phụ nữ thích gì? Thích đẹp mà tự nhiên thôi, không ai biết hết. Thì ở chỗ của Thảo hiện giờ là vậy. Với cái việc mà các bạn học viên á, mà đến học với Thảo á, trong một cái khoảng thời gian khi mà Thảo vừa đi học ở bên nước ngoài về, mình đi thi về, ở bên Mỹ về, thì lượng học viên trong những thời gian gần đây thì nó như thế nào? Lúc mà Thảo đi học về á, Thảo vẫn chưa có tập trung về cái chuyện giảng dạy nhiều. Thảo vẫn chỉ là đích thân Thảo là người làm. Thảo vẫn là một cô thợ làm khách, tự mình làm, phải tự mình làm. Thời gian thì cái tác phẩm của mình á, người ta nhìn thấy thì người ta hỏi, hỏi kiểu như là bên mình có nhận học viên hay không. Thì lúc đó mình mới hỏi ông xã là em có nên nhận học viên không. Tuy là em có học để dạy đó, nhưng mà em chưa có dạy ai hết á, mà em không biết em có dạy được không. Tại vì em cũng không có phải là mạnh mẽ hay kiểu như là rất là hả cá tính, em búng thiêu dữ lắm. Cho nên là em có nên nhận học viên không. Thì anh nói thì chỉ có một hai người thôi, không có khó gì, đứng một lớp mấy chục người để em thử đi. Thế rồi mình dạy. Mình dạy thì mình gặp người đầu tiên, cái cô đó cổ hơi bị không có khéo lắm. Thì mình tức lắm, tại sao chị làm được mà em không làm được, giận. Kiểu như tại sao vậy, tại sao bị hư, em giải thích chị nghe coi, mình giận. Còn bây giờ khác rồi, mình bắt đầu mình mới hiểu rằng mỗi một người ta có một khả năng khác nhau. Người ta sẽ giỏi cái này, người ta giỏi cái kia. Cho nên khi ta đi học để làm gì, để nâng cao cái giỏi và xử lý cái giỏi đi. Đó, thì mình sẽ khéo léo hơn rất là nhiều. Nếu như mà một cái khóa học ở chỗ mà Thảo dạy á, thì sẽ kéo dài khoảng thời gian là bao lâu? Cái đó tùy vào khả năng của học viên. Ở bên Thảo á, là khi bạn bước vô và kiểm tra trước, coi bạn có khả năng để được học hay không đã, chứ không phải là ai cũng nhận. Tại vì ngày xưa á, mình không có kinh nghiệm, ai mình cũng nhận hết á. Rồi có một vài người, người ta học khoảng chừng tháng thì mình ước gì người ta đừng có học. Sorry, nhưng mà ước gì nên nói thiệt là thôi chị đừng có theo cái nghề này. Chị theo cái nghề này á, mà chị làm ra cách xấu thì tội nghiệp người ta lắm. Tại vì cái mặt, cái người á, lỡ xấu không biết sao sửa. Sửa cực lắm, làm có 2 tiếng thôi sửa mất 6 tháng. Thôi, vậy đó hả? Tất nhiên rồi, nó hư rồi. Mà nó không còn được đẹp như hồi chưa làm gì nữa. Đó, cho nên thật sự nó nghiêm trọng. Huy thấy, anh thấy mấy người mà đi phẫu thuật thẩm mỹ mà hư không? Là không bao giờ có thể trở về như cũ được nữa. Đó, cho nên là bây giờ học viên của Thảo vào là phải kiểm tra, coi là có đủ kiên nhẫn hay không, có đủ tỉ mỉ hay không, có đủ cẩn thận hay không, có đủ có trách nhiệm với cái tác phẩm của mình hay không thì mới được học. Phải có cái tâm của người làm giáo viên nữa mới được, thì mình mới sống lâu và sống bền với được cái nghề mà mình đam mê, đúng không ạ? Dạ, anh Long thì hình như là con Huy biết rằng anh cũng là một người đứng ra gọi là thị phạm cho những người thợ sửa chữa những cái gara của mình. Dạ, thì đối với những thợ sửa chữa gara của mình thì phải có những cái yêu cầu bắt buộc như thế nào ạ? Với lại một kỹ thuật viên mà chuyên ngành sửa chữa ô tô thì ngoài cái yếu tố về chuyên môn, kiến thức về chuyên ngành, kiến thức ít nhất là phải cơ bản về chuyên ngành thì chuyện đó là phải có. Mình thì thật sự là mình không chắc lắm với lại những cái cách của ngày xưa là cứ anh em thợ già lên lão làng. Trong cái nghề kỹ thuật này có những cái mà mình cần phải hiểu về nguyên lý để đảm bảo rằng khi mình thực hiện là mình biết là tại sao mình làm như vậy, chứ không phải là tại vì thấy ông trước ông chỉ vậy cái mình làm như vậy. Rồi cho tới một lúc nào đó rồi hả, mình làm đúng giống như vậy rồi nhưng mà nó không xong, là bắt đầu mình đứng hình.
đó là những dấu hiệu để cho thấy là mình không có được cái kiến thức nền tảng. Ngoài kiến thức nền tảng đó rồi thì hả, phải cẩn thận nè, phải chăm chỉ nè, phải kỹ lưỡng nè, và luôn luôn là phải check kiểm tra kiểm tra. Những người thầy rất là khó ưa. không gọi là khó ưa. Ông Huy xin phép gọi là khó tính đi, chứ khó ưa thì không đúng. Tại vì thật sự ra nha, nếu như mà những học viên của mình mà không có những người thầy khó tính như vậy, mà tạm gọi như Thảo nói là khó ưa, thì làm sao các bạn giỏi và tay nghề các bạn cứng được, đúng không? Điều này là các bạn phải cảm ơn những người thầy, những người cô có tâm như vậy. Dạ. Có nghe không, phải giờ Thảo nói không đâu, anh em nói nhiều. Không, rất là khó tính. Tuy nhiên là mình có một niềm vui trong nghề là những anh em nào mà đã qua được cái lớp lọc đó rồi thì trụ lâu với phần mình. Lớn là sẽ cảm ơn là cái thời gian đó bị rất là căng. Nhưng mà có điều là tạo cho mình được một cái phong thái rất là chuẩn, rất là chuẩn, vững chãi. Và cái đó là đi theo bạn và nuôi sống cuộc đời của bạn. Đúng đó rồi. Là cái nghiệp của bạn. Rất là tâm niệm nên là không bao giờ mình thay đổi quan điểm. Dạ, rất là đồng ý với những chia sẻ vừa rồi về cái cách mà chúng ta tiếp cận cùng với học viên của mình và cách mà chúng ta giảng dạy cho học viên và hỗ trợ cho họ. Thế thì nếu như mà một vị khách hàng nhá đến với Gara của Onlybeam thì họ sẽ được tư vấn những dịch vụ như thế nào? Em đang rất là tò mò về điều đó. Ở Onlybeam á thì là mình có một cái quy trình về dịch vụ 12 bước được thống nhất kể cả về nội bộ cũng giống như là về phía khách hàng. Cố vấn dịch vụ sẽ là người đầu tiên để tiếp xúc với khách hàng. Thì cố vấn dịch vụ không chỉ là tiếp xúc với khách hàng rồi giải quyết nhu cầu của khách hàng mà cũng sẽ cùng với lại khách hàng để mà trải nghiệm được qua 12 bước đó nó một cách chặt chẽ và thống nhất. Và điều đó cũng đảm bảo được rằng là về nội bộ cũng kiểm soát được cái công việc cũng như yêu cầu của khách hàng, cũng như giải quyết, cũng giống như là kiểm soát được cái chất lượng đầu ra đối với khách hàng một cách nó chặt chẽ và nó đồng nhất. Mình không nhất thiết lúc nào cũng phải ở đó, nhưng mà bất kể lúc nào đó mình nhìn trên cái tờ lệnh đi theo cái xe đó, mình cũng biết là xe đang ở giai đoạn nào, đang phải làm gì, ai chịu trách nhiệm và tình trạng tiến độ như thế nào, hay là có phát sinh này nọ mọi thứ thì cũng phải biết gọi cho khách hàng kịp thời, thông báo cho khách hàng biết là có vấn đề gì xảy ra. Đó là cái sự thống nhất của mình, cái quy trình 12 bước của mình. Dạ, khi mà anh thấy rằng anh có 12 bước như vậy á thì khách hàng đến với những gara sửa xe của anh thì họ như thế nào? Từ khi mà mình thấy là mình áp dụng triệt để và đồng nhất về cái quy trình dịch vụ á, mình cảm thấy khách hàng cảm thấy rất là thoải mái và dễ chịu khi mà phải bước tới. Tại vì như chúng ta biết á là sẽ có những khách hàng rất là hiểu về chiếc xe của mình, nhưng mà cũng có khách hàng là cũng không hiểu gì hết. Không biết gì hết. Chỉ biết lái thôi. Chỉ biết lái thôi. Ngày xưa đó là mình cứ thắc mắc mà mình cứ lầu bầu lúc mà làm mới làm nghề. Nói khách hàng có xe không biết gì hết trơn. Anh chửi em đó. Tuy nhiên là bây giờ á thì mình mới thấy là vì là họ không biết nên đâm ra đó là nhiệm vụ của mình. Đó và vì là như vậy đâm ra là khi mà có được những cái quy trình và từng bước rõ ràng rồi thì khách hàng cảm thấy rất là dễ chịu và thoải mái. Khách hàng cũng không có thấy là lạc lõng hoặc là khách hàng không thấy quá lo lắng là không biết bây giờ bước tiếp theo nó sẽ làm cái gì, bước tiếp theo nó sẽ sửa cái gì, rồi bước tiếp theo hay là nó có những cái gì phát sinh không, rồi tiền nong sẽ là như thế nào, chi phí như thế nào. Trong cái quy trình 12 bước của mình nó sẽ có một cái đoạn là có nghĩa là phải trình bày giải pháp cho khách hàng. Dạ. Kể cả giải pháp sửa cái gì, anh làm cái gì và tại sao phải sửa cái này, rồi dẫn theo đó là chi phí nó sẽ là như thế nào. Mà ở Onlybeam á thì mình cũng hãnh diện một phần đó là ở mình nó luôn luôn có nhiều hơn một giải pháp. Điều này để đảm bảo rằng khách hàng có sự lựa chọn nhiều hơn. Chứ mình không fix cứng là anh phải làm cái này. Mà tại vì trong khi là chưa chắc là khách hàng đã hiểu được cái giải pháp của mình nó mang tới giá trị gì. Và cái điều đó là đối với mình là quan trọng. Mình luôn luôn là phải đảm bảo là khách hàng hiểu vấn đề của xe của khách hàng là cái gì. Và họ phải trả tiền vì điều gì. Và cuối cùng mình trao cái quyền quyết định lại cho khách hàng. Cứ đảm bảo là 12 bước quy trình đã được thực hiện một cách đầy đủ thì lúc mà khách hàng nhận lại sản phẩm và khách hàng không cần phải hỏi gì nữa. Cái điều đó là điều tuyệt vời. Và về phía nội bộ thì cũng đảm bảo được rằng ok, quy trình kỹ thuật đã được đảm bảo thực hiện một cách nghiêm túc. Dạ. Thế thì nếu mà nói về cái sự đặc biệt từ phía của Gara Onlybeam của mình nè, và kể cả cái sự đặc biệt từ phía nơi mà Thảo đang giảng dạy dành cho các bạn học viên, thì mọi người sẽ tự tin và tự hào nhất mình chia sẻ điều đặc biệt đó là gì. Bây giờ hỏi Thảo trước đi nha. Thảo cảm thấy rất rất là tự hào về cái công việc mà mình đang làm, về cái gì đó mình làm đẹp cho người, mình làm đẹp cho đời. Và cái tự hào hiện giờ của Thảo nữa là những người Thảo giảng dạy ra.
nếu như mà nói họ không có được 10 điểm như Thảo thì họ cũng phải 9 điểm rưỡi, 9 điểm thì họ mới được. Tại vì những cái bạn đó là những cái bạn đã được nhào nắn, đã được trải nghiệm bên Thảo khi mà mình giảng dạy, không phải giảng dạy làm việc không, mình còn giảng cách phải đối nhân xử thế, cách phải đối xử với khách hàng, cách phải là một cái con người thật sự là tốt. Con người quan trọng đúng như là gì? Quan trọng như là phải có lòng tốt, phải có biết quan tâm, phải biết lo lắng cho người ta, sợ người ta xấu, sợ người ta đau, sợ người ta không vừa ý, phải sợ cho người ta. Thảo có một câu là tất cả những chuyện xảy ra đối với khách hàng không phải lỗi của Thảo hết, lỗi của bản thân em. Tại vì sao? Đừng đổ thừa tại cơ địa khách, tại vì cơ địa khách như vậy nhưng mà em không xử lý được là lỗi của em. Cho nên là Thảo của Thảo nằm lòng mấy câu đó. Thảo nghĩ rằng á, quan trọng là gì? Cái tâm đặt vô công việc. Có cái tâm trước cái đã là cái gì cũng thành công hết. Có rất là nhiều điều đặc biệt từ nơi mà Thảo đang giảng dạy, chia sẻ cái niềm đam mê, cái sự yêu mến với công việc phun xăm thẩm mỹ và điêu khắc đến với các bạn học viên của mình. Vậy thì với cái OnlyBeam của mình thì điểm đặc biệt đó là gì ạ? Ở OnlyBeam Group mình có một cái hệ giá trị cốt lõi mà cả công ty phải làm theo và là kim chỉ nam để hoạt động. Đó là thật, vui, thuận, lợi. OnlyBeam Group sẽ là thật mọi thứ với lại nội bộ lẫn nhau. Rồi còn đối với khách hàng là tất cả phải bằng sự thật. Sẽ có những lúc là OnlyBeam Group sẽ nói phải xin lỗi với khách hàng là em không sửa được cái này. Còn vui, ở OnlyBeam Group thì phải đảm bảo là đồng đội nội bộ với nhau, là làm việc với nhau là vẻ vui vẻ. Và đối với khách hàng thì cũng phải tạo được niềm vui cho khách hàng. Phải hiểu và hình dung được rằng khách hàng tới nhờ mình để giải quyết vấn đề chiếc xe, nhưng họ rất là mong muốn là qua câu chuyện của chiếc xe đó họ cảm thấy là vui, họ cảm thấy là hài lòng và họ cảm thấy là bớt lo lắng. Và đó là niềm vui mà OnlyBeam Group muốn đem tới. Thuận là tất cả đội ngũ của nội bộ của OnlyBeam Group phải hòa thuận với nhau trong công việc, hòa thuận với nhau trong giao tiếp, hòa thuận với nhau trong mối quan hệ. Rồi để đảm bảo rằng cũng lan tỏa cái điều đó, để nói hòa thuận với khách hàng thì nó nghe nó hơi kỳ kỳ. Tuy nhiên là ở một cái ý nào đó đó vẫn phải giữ được cái mối quan hệ với khách hàng, nó một cách là nó dung hòa. Tại vì sẽ có những lúc cái giải pháp của mình sẽ xung đột với cái mong muốn của khách hàng. Thì làm sao đó control được cái việc đó để đảm bảo rằng là ok, cái mong muốn của khách hàng với lại cái giải pháp của mình, với lại cái sự đáp ứng của mình bằng tấm chân tình của mình để mà hạ dung hòa nữa, thì mình gọi đó là thuận đối với khách hàng. Còn lợi? Lợi thì vì là thật, vui, thuận, mình làm tốt thì chắc chắn cả là đôi bên cùng có lợi. Cả đôi bên cùng có lợi. Doanh nghiệp có lợi, đồng đội với nhau cũng có lợi, cũng sẽ lớn lên cùng với nhau, cũng sẽ là nâng cấp lẫn nhau. Còn với khách hàng thì sẽ là tiết kiệm được chi phí, có được một cái giải pháp tốt. Đó là cái hệ giá trị mà OnlyBeam Group rất là tâm đắc. Hoàn toàn hợp lý. Có rất nhiều những điều đặc biệt về phía từ OnlyBeam của mình, hay là kể cả nơi mà Thảo đang giảng dạy về nghệ thuật phun xăm cũng như là điêu khắc dành cho tất cả những bạn học viên của mình. Vậy thì có một câu hỏi cuối cùng thôi. Câu hỏi này con Huy nghĩ rằng là Tết đến xuân về thì cũng có rất nhiều người sẽ hỏi nhau á, đó là ê, năm nay sẽ định làm gì vậy, có gì mới hay không? Nhưng mà trong chương trình của Quang Huy và Chuyện Nghề thì mọi người sẽ hỏi rằng là kế hoạch tiếp theo của OnlyBeam là gì và của cả Như Thảo là gì ạ? Kế hoạch của OnlyBeam thì thứ nhất là về phía khách hàng thì giống như bao nhiêu doanh nghiệp khác thôi, rất là mong muốn xây dựng được một cái hình ảnh, được một cái sản phẩm dịch vụ chất lượng để đảm bảo là cái lượng khách hàng thân thiết của mình được tăng lên. Tại vì thật sự là mình đang nói với từ thân thiết ở đây là vì ở dịch vụ của mình mong muốn xây dựng là một hình ảnh một người kỹ thuật mà trở thành là một người bạn thân, am hiểu về ô tô của khách hàng, chứ nó không thuần túy là một điểm dịch vụ mà khách hàng có nhu cầu thì tới, chứ nó không còn cái gì khác. Tại vì khi trở thành được một người bạn thân á, thì mình mới chăm sóc được ở cái ý nghĩa là cái ngôi nhà di động, cái máy ấm di động của khách hàng được. Cái mong muốn thứ hai, OnlyBeam ngoài chuyện là làm dịch vụ sửa chữa cũng mong muốn là xây dựng và đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên kế thừa. Thứ nhất là cũng cho chính doanh nghiệp của mình. Thứ hai là khi đam mê nghề này rồi thì tôi có một cái mong mỏi nữa, đó là muốn tạo nên một cái thế hệ về kỹ thuật viên
được gọi là high level, mình hay gọi là như vậy, vì là chắc là Quang Huy cũng giống như Thảo cũng thường nghe tới là thợ sửa xe, kỹ thuật viên sửa xe thôi là thấy là dầu mỡ dơ giấy này nọ rồi. Thật sự ra là nếu mà đúng thì bây giờ công nghệ bây giờ với công nghệ bây giờ thì hình ảnh của tụi này nó đẹp hơn nhiều rồi và nó giá trị hơn nhiều rồi. Muốn xây dựng một đội ngũ kỹ thuật là không chỉ giỏi về nghề mà phải là có hình ảnh đẹp. Dạ đúng rồi, rất đẹp. Mà mình muốn thay đổi điều đó. Và đó là một trong những cái kế hoạch sắp tới của OnlyBeam. Dạ, rất là hoàn hảo luôn á. Nhưng kế hoạch đưa ra rất là tuyệt vời. Dạ, thế thì còn đối với chỗ của cô giáo Phan Như Thảo thì như thế nào đây? Trong năm mới này thì học viên của cô sẽ tăng lên hay như thế nào? Hay là cô sẽ chuẩn bị du nhập thêm những cái kỹ thuật mới dành tặng cho những học viên của mình hay như thế nào? Ngày xưa lúc mới bắt đầu á, mình nghĩ nho nhỏ, một cái giường, hai cái giường, một hai khách một ngày. Sau đó thì nhu cầu khách tăng lên, một mình không nổi, thế là lại thế đào tạo học viên để làm cho mình là có thêm thợ, xong rồi một thợ, rồi hai thợ, rồi ba thợ, rồi thêm giường, thêm đồ vô thì mỗi ngày nó nở ra theo nhu cầu tự nhiên. Nhưng mà bản thân Thảo thì biết rằng là mình không có giỏi tới mức đó, mình chưa có được học để có thể giống như anh giỏi. Vậy anh mở một cái thứ hai lên quản lý, Thảo cái thứ hai là thôi chết chắc. Tại vì Thảo vẫn có cái thói quen là mình muốn tự tay mình kiểm soát mọi thứ, mình muốn tự tay mình kiểm tra. Tới tận bây giờ khách đến Thảo dạy ở dưới, nhưng mà khách đến là Thảo vẫn phải tự mình xem trước khi Thảo bắt đầu làm. Tại vì Thảo không có muốn là mình bỏ qua cái chuyện gì có thể xảy ra được, lỡ có gì đó. Dù những cái người đó, thợ đó chắc chắn là họ mà bước ra ngoài là bao nhiêu tiệm muốn thuê họ luôn, họ rất giỏi rồi, nhưng mà đối với mình họ vẫn chưa có đủ. Cho nên là mình chỉ mong muốn là mình thay đổi dịch vụ mình chút xíu, là mình đi theo tới tận cùng của cái nghề. Những nơi khác người ta đào tạo học viên, đào tạo thợ xong là thợ đi là hết, còn thợ tự bươn tự chải. Có những thợ họ ra nghề, họ bỏ rất là nhiều tiền, rất là thời gian ra học, họ cũng đam mê lắm mà không theo nghề nổi, tại vì họ không kiếm được khách, họ không có khách nào hết trơn, sao làm mà không làm á, 6 tháng 1 năm là quên sạch, là không làm nổi nữa. Cho nên là phải cập nhật liên tục đó, thì sẽ có những cái buổi marketing dạy em, các em làm sao đi kiếm khách nè, rồi dạy các em làm sao đi giữ khách, dạy các em làm sao để đánh bóng tên tuổi của mình, để làm hình đẹp như nãy em nói đó. Thì cái dịch vụ tiếp theo của Thảo là Thảo muốn có một cái hậu kỳ cho học viên của mình. Học là một chuyện, sống được với nghề là một chuyện khác. Cho nên Thảo, cái kế hoạch sắp tới của Thảo đó là mình sẽ bắt đầu mở rộng ra về mọi thứ, là phải theo học viên tới hậu kỳ, tới cùng cuối cùng luôn. Hoàn toàn hợp lý và rất là hay. Cảm ơn câu chuyện đầu năm từ phía hai vị khách mời, rất là nhiều thú vị. Và cái điều mà con Huy tâm đắc nhất trong buổi trò chuyện ngày hôm nay đó chính là cái tâm huyết từ phía của anh Long cũng như là của Như Thảo. Cho nên là hy vọng là trong một cái năm mới như thế này với chúng ta quá nhiều tâm huyết, thì chúng ta sẽ cố gắng giữ cái tâm huyết này đến hết năm nay. Thôi hết năm nay thì ít quá, đến mãi mãi luôn đi. Mãi mãi tới khi nào mà chúng ta không muốn làm công việc này nữa thì chúng ta chuyển công việc khác, thì chúng ta sẽ tiếp tục nuôi dưỡng một cái niềm đam mê mới, một cái tâm huyết mới. Nhưng mà dù sao đi nữa thì ngày hôm nay một cái câu chuyện rất tích cực, rất tràn đầy năng lượng, chia sẻ cùng với tất cả quý vị khán giả thì cũng đã rất đông đầy cho ngày mùng 3 Tết như thế này rồi. Dạ, cảm ơn hai vị khách mời rất nhiều đã chia sẻ cùng với Quang Huy cũng như tất cả quý vị khán giả câu chuyện nghề, những câu chuyện rất là thú vị ạ. Cảm ơn Quang Huy nhiều, cảm ơn anh Long. Hôm nay gặp anh Long học được rất nhiều thứ luôn á. Anh cũng học rất là nhiều thứ là Thảo. Xin cảm ơn thay mặt công ty OnlyBeam, xin cảm ơn Quang Huy, cũng giống như cảm ơn đài truyền hình đã cho mình cái cơ hội để ngồi để nói về cái câu chuyện về nghề, câu chuyện về cái đeo đuổi cái đam mê của mình trên một cái sân chơi rất là lớn. Rất là nhiều khán giả đang nhìn, đang coi. Thật sự là cơ hội hiếm hoi được nói cái mong muốn, cái đam mê của mình. Xin cảm ơn quý vị khán giả. Xin được cảm ơn rất là nhiều. Và kính thưa tất cả quý vị khán giả, đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình Chuyện Nghề tại đây. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình, và quý vị cũng đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình là vào lúc 19 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh HTV1 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và đầu chương trình đã chúc rồi, nhưng mà cuối chương trình Quang Huy phải chúc thêm nữa. Chúc cho quý vị sẽ có một mùa xuân bên gia đình và người thân của mình thật là ấm áp, thật là nhiều niềm vui nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.